tiệc cưới Riverside Palace, Kha Homex lên tiếng, liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng tại nhà hàng tiệc cưới Riverside Palace, số 360, 360D bến Vân Đồn phường 1, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, mới đây công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Khánh hội, Kha Homex đã có thông tin chính thức về vụ việc này. Nhà hàng tiệc cưới Riverside Palace hiện do công ty cổ phần thương mại và dịch vụ lâu đài ven sông, công ty lâu đài ven sông quản lý. Tại đây hiện tồn tại công trình xây dựng không có giấy phép là khung sắt, vách kích và mái kính. Với tổng diện tích 261,184 m2, sau khi Ủy ban nhân dân quận 4 ra quyết định số 2139 ngày 29 tháng 8 năm 2019, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc công ty lâu đài Ven sông tháo dỡ công trình vi phạm có diện tích 261,184 m2 tại nhà hàng Riverside Palace và Ủy ban nhân dân phường 1 quận 4 đã có 3 thông báo yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, ngày 16 tháng 12 năm 2019 công ty này đã có phản hồi. Theo đó, bà Ngô Thị Liêu Kiều, Phó tổng giám đốc công ty lâu đài Ven sông cho rằng Khu đất tại địa chỉ số 360-360D Bến Vân Đồn thuộc quyền sử dụng của Kha Homex. Công ty chỉ là đơn vị thuê lại tài sản của Kha Homex và bỏ tiền đầu tư, kinh doanh khai thác hạng mục này. Không phải là bên đứng tên trên hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất, hồ sơ xây dựng. Do đó, việc Ủy ban Nhân dân quận 4 xác định công ty lâu đài ven sông là tổ chức có hành vi vi phạm và ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là không phù hợp với quy định của pháp luật, sai chủ thể pháp lý. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 12 năm 2019, ông Trần Thái Phong, Tổng Giám đốc Kha Home đã ký văn bản số 414, gửi công ty Lâu Đài Ven Sông cho rằng, phần diện tích xây dựng không phép của công ty Lâu Đài Ven Sông nằm ngoài hợp đồng thuê tài sản trên đất đã ký kết giữa hai bên. Đại diện Kha Home khẳng định, phần diện tích xây dựng không phép này do công ty Lâu Đài Ven Sông tự ý tổ chức thi công xây dựng, sử dụng và quản lý, bất chấp sự khiếu nại của Kha Home đến cơ quan chức năng. Do vậy, hành vi vi phạm của công ty Lâu Đài Ven Sông không có bất cứ liên quan nào đến Kha Home mặt khác còn gây thiệt hại nghiêm trọng về hình ảnh và hoạt động kinh doanh của Kha Home Mix. Kha Home Mix còn cho biết, ngày 13 tháng 12 năm 2019 công ty đã có văn bản yêu cầu công ty lâu đài ven sông thực hiện đúng hợp đồng và truyền thông chính xác về trách nhiệm của công ty lâu đài ven sông đối với hành vi vi phạm xây dựng trái phép. Tuy nhiên, Kha Home Mix vẫn chưa nhận được sự hợp tác từ công ty này. Đồng thời, công ty lâu đài ven sông còn đưa ra những thông tin truyền thông sai lệch, gây bất lợi và ảnh hưởng nghiêm trọng cho Kha Home Mix.